Good morning, everybody. Welcome to our class. Today, we are going to continue our revision. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1. Trong hai cái tiết trước thì chúng ta đã ôn được một cái số câu hỏi đơn, trắc nghiệm. Các cô đã hướng dẫn cho các em cái phương pháp làm bài và lựa chọn các cái phương án đúng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập theo đề cương. Thì trước hết là cô nhận xét về cái bài kiểm tra 15 phút vừa rồi. Các em cũng đã cố gắng khá tốt. Cô nhận thấy các em cũng nắm bài theo được về chương trình nội dung của giờ học giống như học ở trên lớp. Tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ học tập của các em để có kết quả nó tương ứng với cái sự nỗ lực của chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn có một số em vẫn điểm tương đối thấp, cho nên cô yêu cầu các em phải học chăm hơn và lắng nghe các cái video thật kỹ, nhất là cái cách làm bài và cái kỹ thuật để chúng ta chọn cái câu trả lời cho đúng. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào giờ học. Đầu tiên, chúng ta có 3 câu hỏi trắc nghiệm. Choose the best option. Number 1. Tie words and the charts announce the result. Ở câu hỏi này, chúng ta cần tìm một giới từ để điền vào chỗ trống. Câu này chúng ta tạm dịch là thời gian đã hết và giám khảo thông báo kết quả. Thì ở trong bài số 6 chúng ta đã học về cái cuộc thi và nó có cái câu thành ngữ là thời gian đã hết, time was up. Vậy đáp án của chúng ta đó là phương án A. Câu số 2, to do the work for the human society is. Đằng sau động từ to be là một tính từ. Sau động từ to be là một tính từ thì cả 4 cái phương án họ chọn đều là tính từ. Nào, bây giờ chúng ta dịch nghĩa là làm công việc cho xã hội con người. Tức là cho cộng đồng xã hội đấy, là như thế nào đấy? Một là friendly, thân thiện, mutual, là lẫn nhau, voluntary là tình nguyện, và thoughtless là vô ích, không có ý nghĩa. Vậy thì trong cái câu này chúng ta thấy rằng thì làm một cái công việc cho xã hội con người thì xét về nghĩa thì chúng ta chọn phương án C là một công tác tình nguyện, là voluntary. Vậy câu trả lời của chúng ta là C. Number 3. There is a special fund for the severely. Đây là một cái quỹ đặc biệt cho ai đấy? Nào, một là orphan. Orphan là trẻ mồ côi, volunteer là người tình nguyện, age là người già, và handicap là người tàn tật. Có một cái quỹ đặc biệt cho những người. Thì ở trong câu này thì cả 4 cái trường hợp này thì chúng ta cân nhắc chỉ có một cái từ gợi ý là severely, là nghiêm túc hoặc là nghiêm trọng hoặc là nặng. Cái chữ severely này thì chỉ cái mức độ thì chúng ta có thể nói là mồ côi nặng hay là tình nguyện nặng được. Đấy, age là người già. Vậy chúng ta có một cụm từ đó là severely handicapped, là bị khuyết tật nặng. Đó. Có một cái quỹ đặc biệt cho những người khuyết tật nặng, severely handicapped.
Chúng ta đi nhận tiếp. Câu hỏi số 4. The of this society is to provide community education for street children. Cô cho các em nốt câu 5 và câu 6. Đây. Thì cái câu số 4 này, sau chữ giờ, các em sẽ hiểu giờ là một cái danh từ gì đó. Thì đối với lựa chọn danh từ thì đây họ cho bốn từ này đều là danh từ rồi. Cái gì đó bây giờ tạm về dịch về nghĩa này. Cái gì đấy ấy, của xã hội là cung cấp cái nền giáo dục cộng đồng cho trẻ em đường phố. Phương án A, mission là sứ mệnh, work là công việc, job là nghề nghiệp và duty là bổn phận. Ví dụ on my duty tức là đến phiên của tôi, duty là cái bổn phận hoặc là cái phiên trực gì đấy, job là cái nghề nghiệp, công việc. Vậy thì chúng ta nói là cái sứ mệnh của xã hội là cung cấp cái giáo dục cộng đồng cho trẻ em đường phố. Cái sứ mệnh thì nó lớn hơn là cái duty. Duty là cái nhiệm vụ, responsibility thôi. Cái sứ mệnh thì mang tính chất nó cao cả hơn. Cho nên chúng ta chọn câu A, mission. Number 5. The work of the charity is funded by voluntary... Thì cái về đây là một câu hỏi về cái chọn từ công việc của cái hội từ thiện được gây quỹ bởi cái gì nào? Chúng ta tìm một cái danh từ. Thì ở đây có cụm từ là donation, là sự hiến tặng. Cái công việc của hội từ thiện mà, charity là từ thiện, được gây bởi sự hiến tặng, tặng tình nguyện, đúng không? Đó chữ donation là hiến tặng. Vậy chúng ta chọn câu C. Câu số 6. Shy people often find it difficult to group discussion. Ở đây là những cái người mà hay ngượng ngùng ý, ad hẹn, thường thấy thật khó để mà vào thảo luận nhóm. Thì ở đây chúng ta chỉ cần một cái động từ. Động từ thì có ba, đây có những cái động từ gọi là phrasal verb, tức là những cái ngữ động từ. Take play in là xảy ra, take part in là tham gia vào, còn get on with là hòa thuận, sống hòa thuận. Thế thì những cái người mà hay ngượng ngùng thì thường thấy là khó để mà tham gia vào thảo luận nhóm. Vậy cho nên chúng ta chọn câu B. Right. Em đi tiếp. Chúng ta có 3 câu. Ở câu số 7, the new student hope in many of the school social activities. Những người học sinh mới thì hy vọng trong các cái hoạt động xã hội của con người. Trước hết thì các em thấy ở trong cái câu này này có cái từ là hope. Chúng ta cấu trúc là hope to do something. Hy vọng làm cái gì đấy. Thế là sau chủ ngữ động từ này. Hy vọng làm cái gì đấy hoặc là được làm gì đấy. Thế là nếu mà bị động thì phải to be verb 3. Hope to do something hoặc là to be verb 3. Đấy. Thế thì xét về nghĩa của cái câu này. Chúng ta nói những cái học sinh hy vọng ha, được tham gia vào những cái hoạt động của nhà trường. Đó. Thế thì rõ ràng hope to be verb 3 là phương án chúng ta phải chọn. Nó tương ứng với phương án B. Tiếp theo, câu số 8. Does Dr. Johnson mind at home if his patient needs his help?
Câu này chúng ta chú ý vào đây là chữ Dr. Johnson là cái ông bác sĩ. Liệu ông có bác sĩ có phiền lòng gọi điện tại nhà? Ông bác sĩ có hay gọi điện không các em? À, ông bác sĩ là được gọi, thường là bệnh nhân gọi ông ấy vào nửa đêm, đúng không? Thường là bệnh nhân gọi ông ấy chứ không phải ông ấy gọi. Cho nên thì câu này là mang ý nghĩa của là bị động. Và sau mai thì chúng ta có cộng với một verb in hoặc là be in verb 3. Đó. Vậy thì does Dr. Johnson mind being cold at home? Câu số 9. A person who is concerned only his own interests cannot be a true friend. Một người mà chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình thì không thể là một người bạn thật sự. Thế thì ở đây chúng ta có cái cụm từ concern only with, to be concerned only with, chỉ quan tâm đến. Vậy chúng ta sẽ đã có một cái phương án là be concerned only with. Rồi, phương án A. Chúng ta tiếp tục đến với một câu hỏi về ngữ pháp. Câu hỏi số 10. It's several times he didn't want to read it once again. Ở cái câu số 10 này họ hỏi vào phần đầu của câu là to read hay là having read. Thường là mở đầu câu có thể là dùng to verb hoặc là verb in hoặc là having verb 3. Thế thì rõ ràng trước hết là các em phải dịch qua cái câu này. Nghĩa của câu là đã đọc hoặc là đã đọc cái cuốn sách đó một vài lần rồi, anh ta không muốn đọc thêm một lần nữa. Đó. Thì ở đây là diễn tả một cái hành động trước sau, đã đọc một vài lần rồi, anh ta không muốn đọc một lần nữa, thì có nghĩa là nó diễn tả một cái hành động trước sau. Đó. Thì cả em đã học ở phần mà perfect là phân từ hoàn thành ấy. Đó, thì chúng ta chọn having verb 3, diễn tả hành động trước sau, giống như là after he had read, after he had read it several times. Vậy câu đáp án của chúng ta là câu D. Câu số 11, họ cũng hỏi vào phần đầu của câu biết rằng anh ta nghèo cho nên là tôi đề nghị là trả tiền vé cho anh ta. Đấy. Thế thì câu này nó tương đương bây giờ họ cho bốn cái đáp án này. Knowing, known, new hay là having new? Thì các em nhìn vào cái là đã thấy rằng ở cái phương án D là nó sai về dạng động từ. Having thì cộng với verb 3 chứ không thể cộng với verb 2. Rõ ràng câu D chúng ta loại ngay. Nào. Còn cái mấy cái dạng còn lại của câu A là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và phân từ 2. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta thấy là để diễn tả cái lý do, bởi vì tôi biết rằng khi cả em gặp cái câu mà diễn tả lý do ở đầu câu hoặc giữa câu, chúng ta có thể dùng hiện tại phân từ để thay thế cho mệnh đề chỉ lý do. Tôi bởi vì tôi biết rằng anh ta nghèo cho nên tôi đã đề nghị trả vé cho anh ta. Vậy cho nên thay thế cái chữ because I knew bằng chúng ta đưa động từ knew này thành know và thêm thêm in, knowing that. Hiện tại phân từ đấy, chức năng của hiện tại phân từ là thay thế một mệnh đề chỉ lý do. Knowing that he was poor. Câu A là câu được chọn. Câu số 12. Sau khi đã xem bức ảnh của cái nơi đó, tôi không có cái khao khát đến đó nữa. Đây. Sau khi đã xem bức ảnh của cái nơi đó, tôi không còn khao khát đến đó nữa. Thì đây nó cũng diễn tả hành động trước sau. Trước hết là tôi xem ảnh, sau đó thì tôi không còn khao khát. Vậy thì thay thế cho hiện tại
quá khứ hoàn thành chúng ta sẽ dùng having verb 3 nhá. Em dùng having verb 3 diễn tả hành động trước, hành động sau. Nó y chang cái thì quá khứ hoàn thành là after I had seen vậy. Vậy cái câu của chúng ta là chọn là câu D. Phần này là cái phần khó nhất, có lẽ dành cho những cái bạn điểm 9, điểm 9, điểm 10 đấy. Cho nên các em nếu mà nắm được cái này thì chúng ta cũng là làm bài sẽ rất là dễ dàng. Còn đối với những cái câu hỏi từ vựng thì là dễ rồi. Còn những cái câu hỏi nghiêng về ngữ pháp mà là ở dạng cái hoàn thành như này, hoặc là hiện tại giống như hiện tại phân từ và phân từ hoàn thành, thì đây là cái dạng khó nhất. Thì các em lưu ý cho cô, khi diễn tả cái hành động trước sau nó y chang cái hành động là after chủ ngữ cộng have verb 3 thì nó dùng having verb 3. Đó. Cái after cộng cái mệnh đề như này thì ở lớp 9 này các em đã nắm rồi. Vậy thì cái lớp 11 này các em sẽ có thêm một cái mới là having verb 3. Đấy, nếu các em làm được những cái câu này thì các em sẽ đạt điểm tối đa. Chúng ta đi sang tiếp mấy câu tiếp. Rồi. I observe a blue car very fast towards the motorway. Tôi thấy một chiếc xe màu xanh lái rất là nhanh về phía đường quốc lộ. Vậy ở trong cái câu này thì người ta bảo các em chọn một cái dạng đúng của động từ to verb, verb in hoặc là verb 3 đó, hoặc having verb 3. Thì trước hết là các em quan sát cái chữ observer. Observer thì giống như là see hoặc watch. Tôi quan sát hoặc tôi trông thấy ai đấy. Cái hành động đang xảy ra thì chúng ta dùng verb in. Thì động từ tri giác này các em mà xem một thấy một cái hành động đang xảy ra. Đó, thì các em chọn vào verb in cho cô. Nó có thể bạn sử dụng verb không cũng được, nhưng trong bốn phương án này nó không có verb không. Nên chúng ta sai là chúng ta trông thấy cái gì đang xảy ra. Đó, chúng ta chọn câu C. Ở câu số 14, they left the restaurant 2 hours over lunch. Họ đã rời khỏi nhà hàng sau khi trải qua 2 giờ ăn trưa. Đó. Thế thì ở đây nó cũng là một cái mệnh đề rút gọn. Có một cái mệnh đề rút gọn là sau khi đấy. Đó. Thế thì các em thấy rõ ràng hành động trước sau ấy. Khi nãy cô đã nói là bao giờ mà có hành động trước sau thì các em dùng phân từ hoàn thành. Having spent nó tương đương với after they had spent. Vậy phương án chọn là D. Câu số 15. It is important for her, the office. Câu hỏi này cũng liên quan đến vấn đề ngữ pháp, chọn dạng của động từ, verb form. Thì chúng ta thấy rằng it is cộng với tính từ thì chúng ta đi với to verb. It is cộng với tính từ thì chúng ta chọn to verb. It is important for her to ring. Các em ghi cái này cho cô. Ok, let's move. Chúng ta đi tiếp. I can hear a cat at the window. Tôi có thể nghe thấy một con mèo đang cào ở cái cửa sổ, đúng không? Ở đây chúng ta thấy cái động từ quan trọng đó là này,
Here, là here, here hoặc see hoặc what, các cái động từ tri giác đấy, nhìn thấy này, nghe thấy này, trông thấy, thì các em dùng verb in. Nguyên be hay dạng một là không, nguyên mẫu không tu hoặc là verb in. Rõ ràng trong bốn phương án này ấy, thì có một phương án này này, phương án verb in. Tôi có thể nghe một con mèo đang cào cào ở trên cửa sổ. Scratching. Sang câu 17, I think your mother should let you, your own mind. Tôi nghĩ là mẹ bạn nên để cho bạn là quyết định ý tưởng của bạn. Đấy, thì ở đây có cái chữ let, động từ let này các em. Thế mà gặp mấy cái, bất cứ một cái câu nào vậy, các em nên gạch chân những cái động từ quan trọng nhá. Động từ quan trọng mà các em cảm thấy là mình đã được xoáy đi xoáy lại, nhắc đi nhắc lại ở trong cả cái cấu trúc. Đó là let hoặc make thì sẽ theo sau bằng verb không. Let thì make thì theo sau bằng verb không. Thế thì trong bốn phương án này thì cái nào là verb không? Đó là động từ nguyên mẫu không tu đấy. Nguyên mẫu không tu đấy các em. Cái này có tu này, bỏ. Making này bỏ. Cái này quá khứ này, bỏ. Đúng không? Các em phải chọn vào cái nguyên mẫu này nè. Đó là cái A. Những cái mà giải thích ở trong cái khung này là rất là quan trọng nha. Nhắc lại kiến thức cơ bản mà cô đã xoáy đi xoáy lại cho các em đấy. Cho nên các em ghi vào cho cô. Câu số 18. The police never found the money in the robbery. Cái câu này tạm dịch là cảnh sát không bao giờ tìm ra cái món tiền mà đã được bị ăn cắp ở trong cái vụ cướp. Đã bị ăn cắp ở trong cái vụ cướp. Đấy, thì cái câu này là một cái câu rút gọn. Các em tạm hiểu là the money which was stolen. Cái món tiền mà đã được ăn cắp. Chúng ta bỏ which, bỏ was. Còn lại verb 3. Vậy, các em ngầm hiểu là như vậy. Chúng ta bỏ đại từ quan hệ, bỏ to be, còn lại verb 3. Vậy phương án chọn là D. Chúng ta đi tiếp. Gần kết thúc rồi, em cố gắng lên. Rồi. Câu 19. Ở đây mở đầu ha, có người ta bảo điền ngay chỗ trống ngay ban đầu đấy. Để làm bánh mì, bạn thường là cần đến bột này, muối và men, yeast. Đấy. Thì ở đây là chỉ mục đích ấy. Động từ nguyên mẫu có thể đặt ở đâu để chỉ mục đích mà. To make bread. You usually need flour, salt and yeast. Cho nên là để chỉ mục đích thì chúng ta dùng to verb. 20. We saw our favorite ballet at the theater last night. Chúng tôi nhìn thấy là cái vở ballet yêu thích được biểu diễn. Biểu diễn ở tại nhà hát tối hôm qua. Thì ở trong cái câu này cũng có cái động từ tri giác là saw đây này các em. Các em gạch chân với chữ saw này này, nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy vân vân. Thì các em dùng động từ nguyên mẫu không tu. Nếu mà verb in thì có nghĩa là hành động đang xảy ra. Ở đây là có một cái động từ nguyên mẫu thì chúng ta chọn A. Như vậy là các em đã đi qua cả cái câu hỏi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một phần nữa, đó là tìm lỗi sai. Choose the underlined part among A, B, C that needs correcting. Chọn phần mà cần phải sửa lại cho nó đúng. Phần này thì các em không, nó sẽ có trong đề cương rồi. Các em chỉ cần hiểu cô phân tích cái cách chọn thôi, còn các em không cần phải chép nha, tại vì chép nó rất là lâu công cho các em, nhất là những người mà chép tiếng Anh chậm, em không cần phải chép đâu, tại vì các cô sẽ phát một đề cương. I'm sure he is incapable in running a mile in 4 minutes. Đấy. Các em quan tâm đến bốn phương án A, B, C hoặc là D.
Chúng ta có cụm từ là ở trong bài số 1 đó, một số người không có khả năng cho tình bạn thật sự, là incapable thì đi với of. Ở bài số 1 incapable of nhá. Vậy không đi với in mà là of. Vậy phương án của tròn của chúng ta là B. Câu số 2, good friendship should be basing on mutual understanding. Một tình bạn tốt cần phải dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Thì ở đây có should be cộng thì bao giờ cùng trong chúng ta thấy là cũng là dựa đi với verb 3. Should be based on, nó đi với verb 3 chứ đi với verb in. Đây là dạng bị động, cần phải được dựa trên. Đó, cho nên chúng ta chọn câu B. Câu số 3, I'm delighted hearing that you have made much progress in your study. Tôi rất vui sướng để nghe rằng bạn đã có rất là nhiều tiến bộ trong việc học hành. Vậy chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc ở đây là to be cộng tính từ cộng to verb. Bao giờ, đấy hôm trước cô dạy cho em là I am happy to see you. I am happy to meet you, vân vân. Đấy, cho nên hễ tính từ thì cứ to verb thôi, chứ không phải dùng verb in. Đấy, cho nên câu này sai ở câu B. Đó, I am happy, I am delighted. Delighted cũng là vui sướng. Chúng ta sửa lại là to hear. Thêm hai câu nữa. After she bought herself a new motorbike, she showed her bicycle. Thì câu này chúng ta dịch nhá, là sau khi cô ấy là mua cho mình một cái chiếc xe máy thì cô ấy bán cái chiếc xe đạp đi. Đấy, ở đâu ở đây á là có cái cụm từ after này các em, là một cái cấu trúc ngữ pháp rất là rõ ràng luôn. Chúng ta luôn luôn học là after cộng chủ ngữ cộng have verb 3. Đấy, hành động, hai hành động đều xảy ra quá khứ. Hành động nào xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn ở đây là after she had bought. After she had bought chứ không phải là after she bought. Câu cuối cùng, its nation had many people who voluntarily take care of others. Mỗi nước đều có rất là nhiều người mà tự nguyện chăm sóc những người khác. Thì các em thấy rằng ở A là không có gì sai này này. Its nation, chữ it thì luôn luôn đi về động từ số it rồi. Mỗi một mà luôn động từ số it. Vấn đề là ở chỗ này này. Khi động từ take care ha, take care, đó động từ, mà động từ thì luôn luôn đi với trạng từ. Động thì đi với trạng. Trạng từ có thể đứng trước hoặc đứng sau sau động từ. Vậy thì các em sẽ chọn vào nó sai ở cái chỗ voluntary, và các em phải sửa lại là voluntarily, voluntarily biến đổi y dài thành y ngắn rồi chúng ta thêm ly vào. Đuôi của trạng từ là đuôi ly. Như vậy cô đã đi qua hơn 20 câu, 25 câu giúp cho các em có những cái kiến thức để chúng ta ôn tập qua cái thực tế vào trong cái đề. Hy vọng là các em sẽ có được những cái thủ thuật để làm bài cho tốt. Đối với những cái bạn mà nghe mà cảm thấy chưa chắc chắn về kiến thức thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại nhiều lần và ghi chép những cái mà cô đã đi cho công thức cho các em. Chỉ có khi các em hiểu một cách sâu sắc về cái logic ngữ pháp thì các em làm bài rất là nhanh. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào các em và hẹn lại các em trong giờ học lần sau. Bye bye.